ngày 20 tháng 10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Phan Hải Quân để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo nhà chức trách, tối 14 tháng 10, chị Nguyễn từ Thái Bình lên Hà Nội có việc và thuê một phòng tại nhà nghỉ phường Mỹ Đình 1 quận Nam Từ Liêm. Đêm cùng ngày, chị Nguyễn xuống Lễ Tân lấy nước nóng và đi ngang qua phòng 103, có nghi phạm Quân thuê. Lúc đó, thanh niên này gọi chị vào phòng nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Quân ngỏ lời muốn quan hệ tình dục với chị Nguyễn, đồng thời đề nghị chị đi mua đá về sử dụng cho phê. Cô gái kiên dè bỏ đi xong bị gã này giữ lại. Ngay lúc đó, Quân còn giật chiếc iPhone 6 và chiếc ví bên trong có 4 triệu đồng của nạn nhân. Khi Lễ Tân nhà nghỉ vào giải quyết, Quân bỏ chạy cùng tang chứng và để lại nhà nghỉ một xe máy nhãn hiệu Rim. Ngày 16 tháng 10, Quân bị cảnh sát nắm giữ. Theo cảnh sát, Quân có một tiền án về tội cố ý gây mến tích.